Xin chào các bạn. Để có một cái cây bonsai mà chơi ở phòng khách hoặc là để ở phòng làm việc, thường là chúng ta tốn rất nhiều tiền. Như cái cây nguyệt quế này, hôm nay mình mời các bạn cùng theo dõi để chúng ta tạo một cái cây cùng với bút mực tạo một cây nguyệt quế để chơi. Nó rất là đơn giản mà nó lại không tốn kém, nhưng mình thấy nó cũng có một cái màu xanh khá là đẹp. Trong cái chuyên mục yêu cây xanh hôm nay, mình mời các bạn cùng theo dõi và cho ý kiến. Thank you.
Thank you.